Xin kính chào khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 16 tháng 4 năm 2022 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin tức ngày hôm nay liên quan đến phần tin là Hoa Kỳ cáo buộc 3 viên chức Nga âm mưu mua chuộc giới lập pháp của Hoa Kỳ. Một cáo trạng được công bố vào hôm thứ Năm, ngày 14 tháng 4 tại tòa liên bang thành phố New York đã cáo buộc 3 viên chức của Nga âm mưu tạo sự quen biết với giới lập pháp của Hoa Kỳ, hòng có những ảnh hưởng bất chính. Theo hồ sơ tại tòa, thì ông Babakov là phó chủ tịch Hạ viện Quốc hội Nga cùng hai phụ tá là ông Alexander Vorobek và ông Mikhail Bisut là vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ và tuyển một người Mỹ có kinh nghiệm trong quan hệ quốc tế và truyền thông để hoạt động cho chính quyền của Nga, giúp họ tiếp xúc với các viên chức dân cử và những người ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ đối với Nga. Theo NBC News, biện lý là Damian Williams cho biết chiến dịch tuyên truyền của ba người này bị cáo buộc là nhằm để thúc đẩy những âm mưu chính trị đen tối của Nga chống lại Ukraine, Mỹ và các quốc gia khác. Và bản cáo trạng cũng được công bố vì chính quyền của Tổng thống Joe Biden muốn bảo đảm rằng các viên chức và giới tài phiệt của Nga, những người bị áp đặt trừng phạt vì liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, không thể trốn tránh các lệnh trừng phạt. Và cả ba viên chức của Nga kể trên đều bị buộc tội âm mưu dùng công dân Mỹ hoạt động có lợi cho chính phủ của Nga trên đất Mỹ mà không thông báo cho Bộ trưởng Tư pháp. Tội danh này có thể bị phạt đến 5 năm tù. Và họ cũng phải đối mặt với một tội danh âm mưu vi phạm và trốn tránh lệnh trừng phạt của Mỹ với mức án tối đa là 20 năm và gian lận visa Mỹ với mức án tối đa là 5 năm. Theo bản cáo trạng thì bắt đầu từ năm 2012, ông Babakov và hai phụ tá của mình đưa ra kế hoạch làm suy yếu mối quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh Âu Châu, cũng như là thúc đẩy các nỗ lực của Nga nhằm phá hủy chủ quyền của Ukraine bằng các sự kiện được trả tiền để dàn dựng và tuyên truyền. Các nghi can đã sử dụng một tổ chức vô vị lợi có trụ sở tại Nga với tên là Viện Nghiên cứu Hội nhập Quốc tế để làm vỏ bọc cho chiến dịch ảnh hưởng đến ngoại quốc của họ và dùng tiền của tổ chức ít nhất là từ năm 2011 đến năm 2019 để trả tiền cho hai công dân Âu Châu giả thành nhà tư vấn ngoại quốc nhằm thực hiện các hành động của mình. Các nghi can này và công dân Mỹ mà họ thuê bị cáo buộc tìm cách tạo liên hệ với các thành viên quốc hội ít nhất là từ năm 2012 đến năm 2017 và yêu cầu gặp gỡ để thúc đẩy các lợi ích của Nga ở Mỹ. Mặc dù vậy thì bản cáo trạng cho biết là không có nhà lập pháp nào của Mỹ gặp ông Babakov và Bộ Tư pháp cũng tuyên bố là sẽ không ngần ngại truy tố những ai âm mưu ngấm ngầm ảnh hưởng đến chính trị của Hoa Kỳ và trốn tránh các lệnh trừng phạt, đồng thời cũng cho biết là một thẩm phán liên bang sẽ đưa ra quyết định cụ thể đối với ba nghi can trên sống ở Nga và hiện tại ở tại một quốc gia khác. Liên quan đến phần tin khác, thì một ông ở tại Arizona chứa gần 200 xác thú vật trong tủ đông lạnh. Một ông ở Arizona bị truy tố tội tàn ác với thú vật sau khi người ta tìm thấy tới 183 xác thú vật trong tủ đông lạnh của ông ta và vài con trong số đó bị bỏ vô lúc còn sống. Cảnh sát loan báo vào hôm thứ Năm ngày 14 tháng 3. Số súc vật này được tìm thấy trong tháng 4 ở Golden Valley gồm xác chó, rùa, thằn lằn, chim, rắn, chuột và thỏ. Sở cảnh sát của Mojave County cho hay. Ông Michael Patrick, 43 tuổi, bị bắt vào hôm thứ Tư sau khi trở về căn nhà nơi mà người ta tìm thấy những xác thú vật nêu trên. Đến tối thứ Năm thì ông ta vẫn bị giam. Cảnh sát tìm thấy số xác thú khi đến khi kiểm tra căn nhà hôm 3 tháng 4 sau khi một cô ở Phoenix báo cáo có người nhìn thấy xác thú vật trong tủ đông lạnh. Và cô này cho hay trước đó thì cô ta cho ông Thulin vài con rắn để nuôi. Chủ căn nhà này cho biết trước đó thì ông Thulin dọn ra khỏi Arizona, có để lại tủ đông lạnh trong gara và cảnh sát không liên lạc với ông ta. Lúc được tìm thấy thì qua tư thế dường như vài con thú đã bị bỏ vô tủ đông lạnh lúc còn sống, theo MSCO. Liên quan đến phần tin khác thì cuộc chiến Nga-Ukraine làm suy yếu kinh tế toàn cầu. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế hôm thứ Năm ngày 14 tháng 4 cảnh cáo là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang làm suy yếu nền kinh tế của toàn cầu, đồng thời cũng nhận định là tình trạng lạm phát cao là mối nguy cấp bách của nền kinh tế toàn cầu.
Bà Kristalina, là tổng giám đốc của IMF, cho biết là cuộc xâm lược của Nga góp phần dẫn đến sự tụt dốc kinh tế của 143 quốc gia. Hầu hết là các quốc gia này vẫn có thể tiếp tục phát triển. Chiến tranh đã làm gián đoạn thương mại toàn cầu về năng lượng và ngũ cốc, đồng thời cũng có nguy cơ gây ra tình trạng thiếu lương thực ở Phi Châu và Trung Đông. Nhận xét của bà Jovina cũng được đưa ra trong bài phát biểu trước thềm cuộc họp mùa xuân vào tuần tới của IMF và Ngân hàng Thế giới tại Washington. Giới doanh nghiệp đã bất ngờ trước sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế sau thời gian suy thoái do dịch COVID-19. Các nhà máy, cảng và bãi vận chuyển hàng hóa không thể đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng, khiến giá cả bị đẩy lên cao. Ngoài ra, thì bà cũng cảnh báo nền kinh tế thế giới đang bị phân chia thành các khối địa chính trị, trong khi phương Tây đang áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt đối với Nga nhằm phản đối chiến tranh. Trung Quốc lại bày tỏ sự ủng hộ với chế độ chuyên quyền của Điện Kremlin và ông Vladimir Putin, tổng thống của Nga. Trước khi cuộc giao tranh nổ ra, Nga và Ukraine cung cấp 28% sản lượng lúa mì xuất cảng toàn cầu. Ngoài ra, thì Nga và Belarus chiếm đến 40% kim ngạch xuất cảng phân kali. Liên quan đến phần tin khác, ở tại Việt Nam, thì giám đốc sở ở Quảng Ngãi hai lần bị phê bình vẫn được tổ chức cho ghế mới. Ở Việt Nam, thỉnh thoảng xảy ra nghịch lý là quan chức vướng sai phạm bị kỷ luật thì được đảng trao cho ghế khác khi có khi ấm và ngon ăn hơn ghế cũ. Trường hợp mới nhất là ông Nguyễn Xuân Mến, là giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, vừa được tổ chức trao cho ghế phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Quảng Ngãi. Theo báo Dân trí hôm 15 tháng 4, ông Mến phải rời chức giám đốc Sở Y tế sau hai lần bị ông Đặng Văn Minh, là chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, phê bình vì tắc trách trong công tác chống dịch tại địa phương. Lần đầu vào tháng 11 năm 2021, ông Mến bị phê bình vì chậm trễ và không kịp thời tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh việc mua sắm vật tư y tế, trang phục bảo hộ, hóa chất, sinh phẩm, xét nghiệm COVID-19 để phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn của tỉnh. Lần thứ hai, sau đó chỉ một tháng, ông Mến tiếp tục bị phê bình vì chậm trễ trong việc chỉ đạo và thực hiện thẩm định, bổ sung hồ sơ để Tài chánh tỉnh Quảng Ngãi thẩm định và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh tế, chi trả chế độ, chính sách đặc thù phòng chống dịch COVID-19 của ngành y tế trong năm 2021. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các tỉnh thành được coi là ngon ăn với giới chức vì nơi này được độc quyền tiếp nhận các khoản tiền đóng góp gây quỹ từ thiện, quỹ giúp nạn nhân bạo lực, quỹ giúp chống dịch. Đáng nói là người dân và mạnh thường quân sau khi góp tiền cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì không được tổ chức này minh bạch về việc chi xài khoản đóng góp của họ ra sao và có đúng với mục đích ban đầu hay không. Liên quan đến phần tin khác cũng ở tại Việt Nam thì Hồng Ngự cấm đánh bắt cá trên 3 cây số ở sông Tiền. Một đoạn sông Tiền dài khoảng 3 cây số vừa được thành phố Hồng Ngự ra lệnh là cấm khai thác thủy sản dưới mọi hình thức do có tình trạng đánh bắt kiểu tận diệt. Theo báo VN Express vào hôm 15 tháng 4, đoạn sông từ cầu Sở Thượng đến cầu Nguyễn Tất Thành qua 3 phường rộng 50 hectare vừa được thành phố Hồng Ngự cấm khai thác thủy sản dưới mọi hình thức. Vào ngày 15 tháng 4, ông Lê Hà Luân là bí thư thành ủy Hồng Ngự cho biết đoạn sông này mỗi năm thường được người dân thả hàng ngàn tấn cá phóng sinh, song sau đó là bị một số người đánh bắt theo kiểu tận diệt. Mấy năm qua, thì lượng cá trên sông đã sụt giảm nghiêm trọng. Theo ông thì hiện đàn cá sông gần bến thuyền được bổ sung thức ăn nên khá đông, phần lớn là cá mè vinh, điêu hồng và một ít cá tra. Thành phố cũng triển khai dự án hỗ trợ người dân chuyển đổi từ đánh bắt cá tự nhiên sang nuôi trồng. Hồng Ngự là địa phương đầu tiên cấm đánh bắt thủy sản dưới mọi hình thức để bảo vệ nguồn lợi thiên nhiên đang cạn kiệt. Trước đó thì mùa lũ năm 2017, An Giang cũng có lệnh cấm đáy bắt cá linh non dưới 50 mm trong 3 tháng, thì sau đó dỡ bỏ lệnh khi cá đủ lớn. Liên quan đến phần tin khác, thì tỷ lệ thất nghiệp ở tại miền Nam California còn có 4.4%, thấp nhất trong lịch dịch COVID-19. Tỷ lệ thất nghiệp ở miền Nam California trong tháng 3 đã giảm còn 4.4%, thấp nhất trong dịch COVID-19, mặc dù tốc độ thuê nhân viên chậm lại, theo nhật báo Orange County Register hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 4. Phân tích dữ liệu của tiểu bang California, tờ báo này nhận thấy tỷ lệ thất nghiệp tổng cộng 4 quận hạt lớn trong vùng giảm so với mức 5% hồi tháng 2. Và tỷ lệ thất nghiệp ở 4 quận hạt là ở tại Los Angeles,
Orange, Riverside và San Bernardino là 3.9%. Hồi tháng 2 năm 2020, tháng cuối cùng trước khi đại dịch COVID-19 làm tê liệt nền kinh tế, thì tỷ lệ thất nghiệp ở miền Nam California lên kỷ lục là 17.6% hồi tháng 5 2020. Tháng 3 năm nay, doanh nghiệp ở 4 quận hạt này tuyển thêm 31.800 nhân viên, nâng tổng số người lao động lên 7.75 triệu, tăng 0.4% so với tháng trước và tăng 6.7% so với tháng 3 của năm ngoái. Tính đến tháng 3, doanh nghiệp ở 4 quận hạt này tuyển trung bình là 47.000 nhân viên một tháng kể từ khi mức tuyển dụng xuống mức thấp nhất trong dịch COVID-19 hồi tháng 4 2020 do lệnh đóng cửa ngăn virus lây lan. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.